Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Yes Time TV. Ở video trước thì cô chú anh chị và các bạn cũng đã thấy rồi. Yes Time TV cũng đã phân tích với cô chú anh chị và các bạn với những cái giấy tờ mà của Vũ đang có trong tay nhé, cô chú anh chị và các bạn. Tôi phải nói ở đây là với những cái giấy tờ mà Vũ đang có trong tay thì cái việc mà Vũ khai nhận di sản thừa kế đó là một cái việc rất là bình thường. Đương nhiên. Và tôi rất hy vọng là bên phía Vũ sẽ làm những cái việc này, bởi vì tôi đã nói rất là rõ ràng ở đây di sản thừa kế là của cha mẹ để lại, đúng không ạ? Và phía bên kia họ không có gì trong tay cả. Cái mà họ có trong tay bây giờ chỉ là cái sự lo lắng, lo âu thấp thỏm thôi. Và với việc phải đối diện với cái câu chuyện pháp lý thì chắc chắn là những người bên kia thì họ sẽ phải có cái việc là phòng thủ cho mình. Nhưng với những cái việc mà bà cô Hờ này bà đã làm từ trước đến giờ, cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là các anh các chị nói rằng là không nhìn thấy mặt bà cô Hờ, nhưng mà mọi người hãy nhớ rằng cái băng rôn mà Vũ đưa lên ấy, đó là cái băng rôn rất là rõ. Đấy là hình ảnh bà cô Hờ một cách thật sự đó. Đấy là bà cô Hờ một cách thật sự nhé, cô chú anh chị và các bạn. Đấy không phải là cái hình ảnh mà là giả đâu. Đó là hình ảnh thật. Còn việc bà ấy có xuất hiện hay không không quan trọng. Đến thời điểm hiện tại bà ấy có xuất hiện hay không không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là một cái việc mà cô chú anh chị và các bạn cũng phải nhìn thấy là ở đây mọi người đặt ra một cái câu hỏi nó rất là hay như thế này. Tôi xin được cảm ơn các anh các chị, các bác đã đặt ra một cái câu hỏi là khi mà Vũ làm cái khai nhận di sản thừa kế, và nếu như cái trường hợp mà Vũ sang tên căn nhà của cha mẹ mình một cách đầy đủ, đứng tên Vũ, thì bà cô Hờ kia có liên quan hay không, và phản ứng của cái người đang ở trong cái căn nhà đó là như thế nào. Thì đầu tiên thì xin nói với tất cả mọi người là như tôi đã nói ở video trước, cái phản ứng của cái người ở trong cái căn nhà đó, cái điều đầu tiên là họ chắc chắn là họ sẽ hoang mang. Bởi vì bây giờ cái căn nhà mà mình mua, ví dụ là mình mua đi, hoặc là mình đang được cầm cố thế chấp, nó lại rơi vào đúng cái chủ nhà, và cái chủ nhà đó lại về đòi, và bây giờ đặc biệt là bạn ấy có trong tay tất cả những cái giấy tờ văn bản liên quan đến cái căn nhà của mình, thì chủ nhà chắc chắn là họ sẽ phản ứng rồi. Cái đầu tiên là họ sẽ phản ứng bằng cái cách là họ sẽ không nói cho chúng ta đâu. Họ sẽ truy tìm cái bà cô này, chất vấn bà cô này. Và tôi nghe nói là bây giờ là cũng đang chất vấn với nhau rồi, cũng đang có những khúc khắc với nhau rồi, chứ chưa nói là sau này nha, cô chú anh chị các bạn. Tại sao vậy? Tại vì nếu như bà này bà ấy bán cho cái người đang ở trong cái căn nhà đó, đó, mà người đó lại là người chơi với bà ấy, lại là người làm ăn với bà ấy, lại là người hùn vốn với bà ấy, thì chắc chắn là người ta phải chất vấn bà ấy rồi. Người ta chất vấn là phải thôi, người ta bỏ ra một số tiền đó để đưa cho bà ấy, thì người ta mới ở trong cái căn nhà đó được. Đây là một điều mà chúng ta không phải bàn cãi. Đây là cái điều rất là rõ ràng, và nhìn theo một cái phản ứng tâm lý tự nhiên thôi. Xin thưa với tất cả mọi người là phản ứng tự nhiên thôi, là chúng ta thấy rất rõ là người ta sẽ phải tìm bằng được cái bà này, cái bà và cô Hờ này, để người ta đòi lại cái số tiền đã mất, đúng không? Người ta đòi lại và người ta sẽ còn tố cáo nữa cơ. Tôi nói ở đây là sẽ có cái câu chuyện, nếu như bà này bà lừa cả cái người ở trong cái căn nhà đó, thì người ta tố cáo bà ấy với cái hành vi là gì ạ? Cái hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Là tôi đã nói ở những video trước rồi, có khả năng bà này thì không phải là dính một cái đơn, không phải là dính một cái đơn của em Vũ, và cũng không thể không dính đơn của chủ nhà nếu như người ta bị lừa. Cái quan trọng nhất ở đây là cái câu chuyện đó nó sẽ được cơ quan chức năng người ta bóc tách ra, nếu như nó liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì cái mối quan hệ giữa bà chủ nhà, phải nói ở đây chính xác là cái người đang ở trong cái căn nhà đó, và cái bà cô Hờ này sẽ được bóc tách. Đây là cái phản ứng của người chủ nhà, và người ta cũng sẽ không có cái chuyện là người ta dễ dãi với em Vũ đâu, nhưng người ta càng không thể làm khó em Vũ, bởi vì họ không có quyền gì trong cái việc liên quan đến giấy tờ của cái căn nhà đó. Và như tôi đã nói đó, là đến bây giờ theo như cái chia sẻ của anh Ngọc, là cơ quan chức năng họ cũng sẽ chưa và sẽ không tiết lộ cho chúng ta ở thời điểm hiện tại đâu, bởi vì nếu như cái giấy tờ đó được nộp lên cơ quan chức năng, nộp lên công an, nộp lên phường, giả dụ như vậy đi, thì cơ quan chức năng người ta sẽ dành thời gian, người ta nghiên cứu, người ta xem xét,
Đó, người ta sẽ xem là cái giao dịch này nó sẽ như thế nào. Và khi cơ quan chức năng người ta xem cái giao dịch hay là xem cái giấy tờ nếu có từ phía cái người đang ở trong cái căn nhà đó nộp lên, thì cơ quan chức năng họ sẽ tiến hành điều tra. Tự cơ quan chức năng họ sẽ tiến hành điều tra nhé, chúng ta không có quyền gì mà chúng ta điều tra cả. Em Vũ hay là tôi với các anh các chị không có cái quyền gì mà điều tra cái giấy tờ đó cả. Cơ quan chức năng địa phương người ta sẽ làm cái đầu tiên là người ta sẽ xác nhận và điều tra xem cái giấy tờ mà cái chủ nhà đó đưa lên nó nguồn gốc nó như thế nào. Như ở video trước là đã hé mở với cô chú chị và các bạn rồi, người ta sẽ điều tra và người ta sẽ biết được cái giấy tờ đó giao dịch ngày tháng năm nào, sổ sách có giấy tờ mua bán hay không, và nếu có thì cái đó nó thuộc thẩm quyền trách nhiệm của ai và làm sao để họ có được cái giấy tờ đó. Đấy là cái đầu tiên là chủ nhà đang lo lắng về cái vấn đề đấy nha. Nó khác video trước là tôi nói rất rõ các anh các chị là đến sau đó sẽ đến lượt cái bà cô hờ này nha. Bà cô hờ này có làm gian dối hay không thì bản thân người chủ nhà người ta sẽ phải tiết lộ cái mối quan hệ, cái giao dịch giữa người ta và bà cô hờ này, hoặc với một người nào đó đã bán cái căn nhà này, cho thuê căn nhà này. Đây là cái điều rất là rõ ràng nha cô chú anh chị và các bạn. Bởi thế cho nên trong câu chuyện này nó còn rất nhiều điều bí hiểm mà chúng ta chưa được biết, chưa được rõ. Tôi sẽ cùng với mọi người làm rõ những cái vấn đề đó và chờ những cái vấn đề đó được rõ. Hôm nay là thứ năm, hôm nay sẽ là một ngày mà có lẽ là bản thân cái người chủ nhà, hay gọi đúng hơn là cái người đang ở trong cái căn nhà đó, và cái bà cô hờ này sẽ rất là lo lắng. Bởi vì tôi được biết là em Vũ cũng như là anh Ngọc họ sẽ tiến hành những cái câu chuyện liên quan đến vấn đề pháp lý, liên quan đến câu chuyện kiện tụng chẳng hạn. Đó. Và ở đây bắt đầu nói đến cái vai trò của bà cô hờ này. Hiện tại thì nghe nói rằng là bà cô này bà ấy đã về Sài Gòn rồi. Nghe nói là bà ấy đã về Sài Gòn rồi nhưng không dám liên lạc với Vũ, không dám mạnh mồm to tiếng như trước nữa. Tại sao vậy? Tại vì bà ấy có làm đúng trong cái câu chuyện này, có cái gì để đúng đâu. Thứ nhất là tiền của em Vũ chưa hề trả lại. Hãy nhớ rằng là cái câu chuyện liên quan đến cái lừa đảo chiếm đoạt tài sản nó vẫn đang hiện hình. Cái điều thứ hai nữa là bà ấy còn phải nhớ rằng là quá trình mà em Vũ đi làm, bà ấy thu tiền, nó giống như là cái câu chuyện bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên, bởi vì thời điểm đó Vũ chưa đủ 18 tuổi nha. Và khi mà Vũ chưa đủ 18 tuổi thì bà ta hoàn toàn có thể dính dáng đến thêm một cái đơn nữa. Đây là cái mà tôi chỉ muốn chia sẻ để cho mọi người thấy được rằng là trong cái câu chuyện này tất cả mọi cái góc độ đều đứng về Vũ, nhưng tất cả những khả năng làm trong câu chuyện thì đều nó có thể liên quan đến cái việc Vũ lấy lại nhà và bà cô kia bị bắt. Và nếu như cái người được gọi là chủ nhà trong cái căn nhà đó mà còn có cái sự việc như tôi nói ở video trước là còn có cái sự việc là tiếp tay hay che giấu cái điều gì đó thì sẽ còn nặng nợ hơn nữa. À, tự nhiên là mua mua dây buộc mình là ở đây đấy. Đó, mua bán mà không tìm hiểu kỹ nó cũng là một cái sai sót của chúng ta. Chúng ta cũng phải nhìn vào trong câu chuyện này, khi mà chúng ta mua bán với bất kỳ ai, bất kỳ mối quan hệ nào, chúng ta cũng phải tìm hiểu kỹ xem cái căn nhà này nó ra làm sao, nó như thế nào. Mà nếu như chúng ta biết rồi, chúng ta cố tình chúng ta thực hiện cái giao dịch đó thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Và ở đây đến bây giờ thì nó mới lại có một cái chi tiết rất là hay như thế này. Đó là nếu với những gì mà chúng ta đang thấy cái người chủ nhà họ làm lên như vậy, họ tôn lên mất vài trăm triệu, và giống như là họ bây giờ họ chờ cái câu chuyện pháp lý. Đặt ra một cái giả thiết nữa, đó là chủ nhà sẽ liên hệ với em Vũ, và bảo rằng là Vũ ơi, cô anh đã làm, đã tôn, đã tu sửa cái căn nhà này vài trăm triệu lên như vậy rồi, nếu như cái nhà này là của em, cái câu chuyện đấy rất có thể sẽ xảy được ra. Nếu cái nhà này là của em thì em trả lại cho anh mấy trăm triệu đó để anh đi, để cô đi. Ê, cái câu chuyện đó sẽ không bao giờ có đâu nha. Cái việc họ tôn lên, họ làm, đồng ý, hôm nọ Vũ đã xác nhận rất là rõ ràng. Nhưng cái điều ở đây là Vũ không có việc gì mà phải trả lại cái số tiền đó, càng không có trách nhiệm liên quan, bởi vì các anh các chị ở đây là ở căn nhà của tôi bất hợp pháp.
các anh các chị, một là trả lại nguyên trạng ban đầu, hai là các anh các chị phải rời đi. Và cái điều thứ ba là rõ nhất là các anh các chị cũng không thể trả lại cái nguyên trạng ban đầu được. Các anh các chị đã làm gì ở đó thì các anh các chị chỉ có thể rời đi. Đó. Và cái mà tôi thấy ở đây là nếu như chủ nhà có muốn thỏa thuận với Vũ thì rất là khó để cho các bên có thể nhìn lại một cái, ngồi lại để nói được một cái câu chuyện thống nhất. Bởi vì tại sao chủ nhà là nếu nói như vậy thì chủ nhà không khác gì thừa nhận là cái việc mình ở đây, một là ở không hợp pháp, hai mua bán không hợp pháp, thứ ba không khác gì thừa nhận rằng à cái căn nhà này là cái căn nhà mua bán bất hợp pháp, và cái cách đó là cái cách để chủ nhà với bà cô hờ kia gỡ rối trong câu chuyện. Thì rõ ràng rồi, nếu Vũ đồng ý là à nhận mấy trăm triệu, à bồi thường lại cho mấy trăm triệu về ở nhà cái căn nhà đó, thì có khác gì là mình lại đi làm những cái việc ở đây là tiếp tay và đồng thuận với họ trong cái việc là à thôi Vũ nhận lại căn nhà và không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Vô tình bà cô kia thoát tội. Đó, vô tình bà cô kia thoát tội. Mà nếu như trong cái trường hợp như thế này, chủ nhà liên hệ với Vũ để giản hòa, để làm tất cả mọi việc, và cũng giống như cái mong muốn của anh Ngọc là không muốn để nó xảy ra câu chuyện gì, thì tôi nghĩ rằng là cũng không thể được. Tại sao ư? Tại vì chúng ta nếu làm như vậy thì cũng khác gì là cái việc bà kia bà bóc lột sức lao động của em Vũ, bà làm những cái việc khuất tất trên mạng, trên cái thân xác cuộc sống của em Vũ như vậy mà lại có thể bỏ qua cho bà ấy một cách dễ dàng. Thật sự là trong câu chuyện của em Vũ nó có rất nhiều hướng để giải quyết nếu như họ thật lòng nha, nếu như họ thật lòng. Nhưng nếu như họ chủ nhà muốn liên hệ với em Vũ để trả lại căn nhà và giữ yên mọi chuyện thì tôi nghĩ là bên phía anh Ngọc cũng có thể đồng ý. Nhưng cái mà chúng tôi đang nói ở đây đó là nếu chúng ta đồng ý với những phương án như vậy thì không khác gì là chúng ta đang bỏ qua, tiếp tay cho cái ác, cái xấu mà trong suốt quá trình cộng đồng mạng, tất cả mọi người đều đang muốn tìm hiểu về câu chuyện này. Và phải nói ở đây là bà cô này, bà chỉ là một bà cô hờ, xa tít mù tắp. Bà chỉ là một người con dâu của em họ bên phía bà nội Vũ, thì không thể có cái câu chuyện ở đây là bỏ qua cho bà ta như vậy được, đúng không ạ? Và cái câu chuyện là liệu họ có thể thống nhất được phương án với nhau hay không? Ở đầu video tôi đã nói đó là có thể cái người chủ nhà này họ sẽ còn mâu thuẫn hoặc là còn khúc mắc với bà cô này, và bây giờ có thể là họ còn đang truy tìm cái bà cô này nữa kia, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng là họ có thể đồng thuận với nhau. Ở đây trong cái câu chuyện của em Vũ nó là một cái mớ bòng bong trong một cái mối quan hệ rất là phức tạp. Đó, như các cụ hay nói là một cái mớ hỗn độn đấy. Nhưng mớ hỗn độn thế nào đi chăng nữa thì mọi cái dữ liệu, mọi cái con số nó đều đứng về phía em Vũ nha cô chú anh chị bạn. Tôi thấy rằng tất cả mọi dữ liệu, mọi con số đều đứng về phía Vũ. Thì ở đây tự cái người chủ nhà này muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói ha. Muốn cạnh tranh hay muốn mang bất kể cái gì đi đâu thì mang, nhưng tất cả mọi cái đều phải có sự đồng thuận từ phía em Vũ nữa. Đấy, bởi thế cho nên chúng ta mới nói rằng là ở đây cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng ở cái thời điểm hiện tại thì có khi là chủ nhà còn đang truy tìm cái bà cô hờ này kia. Nhưng người chủ nhà làm sao họ dám thừa nhận những cái việc đó nếu có. Nếu tôi là chủ nhà, bây giờ tôi cũng truy tìm cái bà cô hờ này. Vì sao các bác các anh chị? Vì nhà mà mình đã đi mua lại bị đúng một cái thành phần lừa đảo mà nó lừa, thì mình phải đi truy tìm nó chứ, đúng không? Mình biết cái nơi ở này, biết cái mối quan hệ này, đó, biết mối làm ăn này, thì mình phải truy tìm. Và nếu như tôi là chủ nhà thì tôi cũng sẽ phải làm những việc đấy. Tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra. Tất cả cái mối quan hệ, tất cả mọi điều đều có thể dẫn tới một việc, đó là kết thúc cái câu chuyện này như thế nào. Một là lên cơ quan chức năng, đó, một là lên cơ quan chức năng, hai là để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Tôi nói ở đây là nếu như để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra mà làm những cái vấn đề liên quan thì chuyện gì xảy ra các anh các chị, có nhiều cái để xảy ra lắm nha, có nhiều cái để cho chúng ta thấy lắm. Dễ là ở đây là những người mà phải tra tay vào
vào liên quan đến pháp luật không đơn giản đâu. Cho nên là dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn hy vọng là bản thân cái anh chị chủ nhà hoặc là cái người mà đang ở trong căn nhà đó sẽ biết cách xử lý và xử lý một cách hợp lý ha, để tránh đi những cái việc mà nó gây cho mình những cái liên quan đến pháp luật đó. Chứ còn họ làm sai thì họ phải chịu thôi, chúng ta cũng chưa biết là họ làm như thế nào đến thời điểm hiện tại, và thâm cung bí sử nó còn nhiều cái nó chưa rõ. Thì thôi, tạm dừng đến đây để cho cô chú anh chị và các bạn thấy rằng là cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ nó rất là rõ ràng, đó là người chủ nhà họ sẽ truy tìm cái bà cô hờ này, và bà cô hờ này thì phải trốn chui trốn lủi, rồi người chủ nhà cũng có thể liên hệ với em Vũ để thỏa thuận hoặc hòa giải đó. Thì mọi người thấy nó như thế nào là hợp lý thì cô chú anh chị và các bạn cho ý kiến nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Đông trùng hạ thảo của Etan TV rất tốt cho sức khỏe của chú anh chị và các bạn. Đối với đông trùng hạ thảo thì rất tốt cho cô chú anh chị và các bạn bị tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, đau lưng, nhức mỏi, yếu sinh lý. Đông trùng hạ thảo khô dùng trong rất nhiều loại thực phẩm chức năng, có trong những cái thành phẩm của những loại thuốc hỗ trợ điều trị những bệnh nan y, những bệnh hiểm nghèo. Rất mong cô chú anh chị và các bạn sẽ tìm hiểu với Đông Trùng Hạ Thảo và liên hệ với Etam TV theo số 0985 357 605 để được tư vấn và đặt hàng. Xin được cảm ơn tất cả quý vị, các cô chú anh chị và các bạn.